là mình khỏe lại thì việc mà em muốn làm nhất là gì? Khỏe lại. Khỏe lại thì thực sự khỏe lại em cũng chưa biết suy nghĩ gì, tại vì đó giờ em nhà như không có đề, không có cái dám nghĩ tới chuyện đó, vì nói thẳng thì nói xa vời quá. Nhưng mà nếu chị hỏi vậy thì nếu em nghĩ em mà khỏe lại á thì đầu tiên chị làm đầu tiên chắc chắn có lẽ là sẽ chạy khắp nơi ngước mặt lên trời và nói lớn rằng tôi được tự do rồi, tôi thoát khỏi cái nơi giam cầm của bệnh tật rồi, tôi được tự do rồi, tôi được làm một con người bình thường rồi. Nhưng mà nói thật thì đi ra trong mơ thôi, trong mơ thôi, chứ hiện tại thì cũng chưa biết thế nào, trong mơ thôi. Nhưng mà kệ, mình cứ nghĩ tới rồi mình thấy vui rồi đúng không? À đúng rồi, nghĩ tới đó thì mình cảm thấy vui vui chứ. Mình nhìn những nàng chim bay lên trời, mình nói tôi cũng giống như bạn vậy, tôi cũng được bay lên trời tự do như bạn, không còn nằm trong cái lồng chật hẹp của bệnh tật bao dây nữa. Tôi có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự lao động trên đôi tay của mình được rồi, tôi giống như bạn rồi. Cũng vui. Cái đó là điều làm đầu tiên nếu nếu em khỏe mạnh, chứ còn những chuyện khác em chưa biết. Trước giờ mình chưa từng nghĩ tới đúng À không? đúng rồi, thì nói nào ngay á, thì lúc trước á thì khi mà bác sĩ nói mà mổ cái tay này là lần cuối cùng rồi đó, thì lúc đó mình có em cũng có cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực chút là mình ghé ngoài 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 quán á, ngoài ngoài đường á, mua đại cái cọng dây thừng, cái dây dang võng á, mua cái chân chắc cũng 2 thước 2 mét, cái tính để khuya nay về nhà mình dăng, ủa mình máng lên cái trần để mình tự 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 xử, để mình coi như mình đỡ khổ cho bản thân với mọi người. Cái coi như là từ 9 giờ chiều 9 giờ sáng cho tới đúng là 12 10 10 giờ 10 10 10 11 giờ đêm á, là coi như là mình sống như đó rồi đó, trên đinh đinh trong đầu mà, tại vì 12 mình đến nửa đêm mà người ta không không ai ngủ hết rồi, mình mới tự tự tử. Cái bữa đó không biết làm sao, cái bật điện thoại lên coi coi cái phim gì Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên à, mà xui cái bộ phim nó tới 30 tập, mà chị hỏi chị quá hay đi, mình coi mới 10 tập là nó 9 giờ mấy rồi, coi tới tập thứ 20 là 1 giờ sáng, cái em nhìn lại ủa 1 giờ ta, mình đáng lý giờ này mình phải đi chứ, không xin không được, bây giờ mình đi á còn 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 ba mười mười tập mười tập mười tập còn cuối còn lại ai coi, không được, cái suy nghĩ hoài thôi chuyện này tạm gác đi, gác vào bên đi để coi hết hết 30 tập đi, hay quá phim hay quá mà. Ê chưa okay, cũng thôi cái từ bỏ luôn, tại vì cũng thứ nhất cũng sợ chết thì nói thiệt ai cũng sợ chết, thứ hai sợ đau, tự tử phải sợ đau xấu nữa, lè lưỡi lùm la, cái thứ ba là sợ không coi được mấy bộ phim hay. Bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay quá mà tự nhiên mình tự tử cái mình đâu biết kết cục của nam chính và nữ chính làm sao. Ở vậy quá chuyện nó mắc cười vậy. À, đúng rồi, kêu bằng là cái kết quả khó khó ngờ. Không nhưng mà như phải em phải nhìn nhìn nó như thế để mình nói chung là cuộc sống mà lúc nào nó sẽ có những lúc mà nó đen tối như vậy đó, nhưng mà đâu đó nó vẫn còn những cái niềm vui nhỏ nhỏ đó để cho mình cố gắng. Thì không biết nói sao, nói chung là mọi người cũng khuyên cũng cũng thương hay tất cả mọi người anh mà tiếp xúc với em chắc cũng khuyên em nhiều rồi. Chị nghĩ em cũng hiểu hết được cái điều đó thôi, nhưng mà chị hy vọng sau này ví dụ nếu như mà sự may mắn nó đến với mình á, hoặc kể cả mình có bị cái trường hợp xấu nhất thì mình phải cố gắng cùng. À, đúng rồi.
chứ đừng có bi quan quá. Mình nhìn vẫn chưa, Việt Nam còn nhiều, rất nhiều người khổ, thậm chí khổ hơn mình nữa. Mình lấy đó làm động lực cho những cái điều vui đó. Rồi từ từ cuộc sống nó sẽ định hướng lại cho em những cái điều tốt đẹp khác. Thì giờ em chỉ thứ nhất là cố gắng chữa bệnh, chị dạy thận đều để cho khỏe. Cái thứ hai là ăn uống đồ nó cố gắng kiêng cữ. Cái thứ ba nữa là cố gắng tâm trạng mình cho nó thật là thoải mái nhất, tự để mà mình có thể tiếp tục để mà chiến đấu căn bệnh này. Thì còn những cái chuyện mà nó dạng như là không vui hoặc là tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực thì mình nên gạt bỏ nó để ảnh nó mà không ảnh hưởng sức khỏe của mình với ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác, để mà mọi mình cuộc sống mình nó tốt hơn. Thì em suy nghĩ vậy. Rảnh rỗi hả? Rảnh rỗi thì Và những lúc mà em cảm thấy em không vui á thì em hay làm gì để giải tỏa cái nỗi buồn đó? không vui thì ngắm tranh, nghe nhạc là ngắm tranh. Thứ nhất là kiếm bản nhạc nào á mà hát về dạng như hát về dạng như đám cưới quê tôi hay là gì đó cho nó vui. Rồi mình ngắm những bức tranh, nhưng mà vẫn ngắm những bức tranh anh này chia tay cô kia, mà ngắm anh này nắm tay cô kia thì nó vui hơn, nó hợp với bài nhạc hơn, thì đó tâm trạng mình cũng vui theo. Năm hồi lúc mà năm 2010 á, vẽ được khoảng cũng hình như là 4 5 bức, cũng 10 bức, 10 chắc 10 bức. Nhưng mà lúc đó đó thì em lại vẽ cảnh em không có vẽ người mà em vẽ con vật, dạng như con hổ, con rồng, con chim và con phượng hoàng, những con vật. Cái vẽ một thời gian em nhìn ngắm những vật đó, em cảm thấy mình với nó không có sự liên kết, không sự liên kết. Cái em mới xé dục, vì mình ngắm nó mình không hiểu được cái nội dung nó gì, nó đẹp thiệt, không phải nó, không ý là mình là gì, mình em vẽ đẹp mà ý là nhìn nó có cái sự dũng mãnh thiệt, rồng hay hổ vậy, nhưng mà nó không cho mình cái cảm giác gọi là cảm giác mà nó thích thú. Cái chuyển sang như bằng là trong trong kiếm hiệp ta nói là lên 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 tầng nội nội công á, tăng tăng lên cái lé vờ đó, cái lé dồ vậy đó, nó không thành cái lé dồ vậy đó. Từ lé dồ rồi nhỏ xíu á mới lên thêm lé dồ nữa, là lé dồ vẽ phong cảnh. Các em vẽ phong cảnh đồng lúa rồi cánh rừng núi, các em cũng ngồi ngắm, mà ngắm đi ngắm lại cũng không 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 hiểu, không không có cảm giác luôn á, không cho mình cái cảm giác gọi là thích thú. Có suy nghĩ ủa vậy bây giờ mình vẽ cái gì mới thích thú ta, các em cũng xé em dục. Mà nói chứ hồi đó tốn tiền mua giấy là nhiều nhất, mua xong mà xé dục cái bỗng đâu cũng đâu mấy hôm à. Cái em nghe mấy bản nhạc thời đó thì nhạc trẻ vê bóp á, nhạc của mấy anh chị là Đan Trường rồi Lâm Trường rồi Uông Phúc rồi đó, HAT rồi đó, rất là hay đó. Thì nghe nghe bắt đầu, nhưng mà nghe chưa đủ, nó khiến cho em mà lên cái lá dồ mà vẽ người á, nó còn một cái chất xúc tác nữa. Cái chất xúc tác là bữa đó nằm mơ, thấy mình gặp lại cô bạn học. Đang ngồi trong lớp vậy nè, cái tự nhiên mình quay dàn sau lưng bạn, nó ngồi sau lưng em, để trong mơ thôi. Em quay lưng em tính nói là ê chào, chưa kịp nói luôn tính chào bạn á, tỉnh dậy. Từ lúc tỉnh dậy đó bắt đầu cái cảm xúc giống như là thác lũ ùa về ùa về ùa về ùa về, rồi bắt đầu lên cái lá dồ cuối cùng luôn, là lá dồ vẽ người đó. Em bức tranh đầu tiên là cái bức tranh mà cái anh này đưa tay lên má của cái cô này nè, có cái hàng cây đó. Chăm đấy đúng không? Bức tranh này nè đó, cái vậy vẽ một bức đó thôi, cái một ngắm trời ơi, ông bật cái bản nhạc gì mà bản nhạc gì mà, Bùng Lá Mẹ Quay đó,
Trời ơi, đỉnh của đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh luôn. Là nó như là nó đã rồi là đâu vào đó rồi, đâu vào đó rồi. Tạo ảnh được cái cảm xúc của mình, đúng không? Quá đỉnh rồi. Quay đi các bạn gì, cái bài gì, cái bài gì? Yêu của bản thân. Hoặc là tuổi học trò gì đó, màu tím nấu bụng qua phượng rồi đó. Trời ơi, đúng bài luôn, đúng chất luôn. Nó đã coi như là nó đã khớp rồi đó. Những cái khớp nó khớp với nhau rồi đó. Rồi từ đó thì theo cái con đường theo cái dãy người luôn. Dãy người không luôn. Nhưng mà em thấy cái việc vẽ đó với ấy nó cũng lại tỏa cảm xúc cho mình được nhiều mà, đúng không? Những bức tranh của em á, thực ra nói em cô đơn không cũng không đúng. Tại vì sau lưng em, bên mày bên phải bên trái em có rất nhiều người, chị nhìn đi, nam có nữ có, mỗi người họ giống, tuy rằng là những hình ảnh vô tri nhưng mà giống như họ kể lại những câu chuyện của họ cho mình nghe, không dù anh này ngồi tâm sự chuyện này thôi, anh kể lại cho mình bằng hình ảnh thì em đâu có sợ mà cô đơn. Có rất nhiều người mà chỉ đếm sơ sơ cũng mấy chục người. Mà chị ngủ chị cũng hay sợ. Ủa rồi đâu? Tối em có sợ không? Mình thì có sợ. Nói cái này là cái bí mật thôi nha. Từ nhỏ tới lớn giờ em ngủ em chưa bao giờ em tắt đèn hết. Dạ. Rồi đó. Mà tới bây giờ vẫn còn nha, vẫn còn cái tật hơi xấu một cái là khi mà bữa nào ngủ á, đang cái dân là gọi là về bị giấc ngủ mà nó đã quá đó, tự nhiên cúp điện cái bật một cái rồi là hiểu rồi đó, đang ngủ mà điện mà biết luôn, cúp điện thì cái mình nóng nóng nực rồi tối thui à, mình đâu quen đâu, tại mình ngủ điện mở bóng đèn quen rồi, lúc đó là hiểu rồi đó, là dùng coi như là kêu bằng là tốc độ mà còn nhanh hơn là the fast mà trong liên minh chế rồi đó, phóng thì gieo mở cửa chạy vào sân ngồi à. Ngồi chờ nào chừng nào có điện thì thôi, chỗ điện chạy vô chứ không dám nằm trong nhà. Sợ thì nói chung là một phần cũng sợ, đúng không? Một phần cũng sợ ma, một phần là cũng sợ, nói chung sợ ma nhiều hơn là sợ trộm cướp, nó thua thì ghê quá. Mà mất điện mà chạy ra ngoài thì có sợ ma chứ sợ cướp người ta phải đóng cửa. Ông cướp điện ở trong nhà thì sợ ma, nhưng mà chạy ra ngoài sợ mũi, mũi chích, nhưng mà không ở trẻ người đỡ không đỡ gầy máu đâu chứ. Ví dụ hên á thì cỡ 15 phút có điện á thì chừng dài ba mũi thôi, chích dài ba mũi thôi, nửa tiếng hoặc tiếng đồng hồ thôi hiểu luôn. Sáng mua chai dầu hết sức, hết chai dầu cái cẳng luôn, chích bấy cẳng luôn. Thì em cũng chị á, chị cũng hơi sợ đó. Nhưng mà chị mất điện thì thôi, chị nắm mắt chị nằm nó luôn, chị kêu kệ muốn làm sao làm. Chứ ra ngoài cũng tối thôi, chị cũng sợ y chang vậy thôi. Em ra ngoài còn biết tại dưới tại sao ở ngoài tối thui mà em ra ngoài em thấy an toàn không? Có căng hả? Không phải, em chạy được à. Chứ trong nhà chị chạy đâu được, chị chạy một vòng trong nhà không à. Thì lúc đó chị nhiễm mà đã sợ rồi, chạy đâu cũng thoát, thì là chị cứ nằm đó, chị muốn kêu nằm đó làm gì lắm. Rồi, coi anh chạy. Vậy là thôi là xong đó, chứ không chạy nổi. Dạ yeah. Nhưng mà nói chung hôm nay cũng đỡ. Cũng đỡ một cái là cúp điện á, thì có cái điện thoại á. Bây giờ em xài cái chiêu mới. Em bật điện thoại lên, em bắt các bạn bản nhạc nào không biết mà tăng hết âm lượng luôn à. Đút chỗ tai nhét kính mic giờ thôi, xong. Vậy là em cũng sợ nhiều á, nên là không thể nào mà yên trong bóng tối được, đúng không? Rồi nhét kính mic luôn. Rồi mà như vậy có công dụng nha. Vậy vì tiếng nhạc á nó sẽ đánh lạc hướng cái tâm lý của mình. Đó. Thì sao hồi có điện cái không? Không, như chị, nếu mà chị sợ quá, nhiều khi nói vậy chứ lúc nhiều khi mình ngủ mình tỉnh giấc nửa đêm á, thì chị phải tắt đèn chị ngủ. Nên là thường là tối là vẫn tối, nửa đêm mình tỉnh dậy mình vẫn nhiều khi vẫn cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà khi mà chị sợ em có theo đạo nào không? Thì em theo đạo Phật. Đạo Phật hả? Ừ, nếu mà theo đạo Phật đấy giống chị cũng hay chị tự niệm trong lòng á. Chị cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự dưng nó cũng giống như là một cái cách mình trấn an tâm lý của mình vậy á. Chị Nam Mô cứ chị suy nghĩ trong đầu thôi, mình cứ niệm trong đầu thôi, một lúc là tự dưng mình quên đi rồi, chị ngủ lúc nào chị không biết. Nhưng mà lúc đó em niệm Phật á, em còn kèm thêm một câu nữa, Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho ông Phật phù hộ cho mấy chiếu điện lực sửa điện nhanh cho có điện. Thế vậy yeah. Đó, nếu thử nào bữa nào mà dùng điện thoại lỡ điện thoại cũng hết pin, không mà thử cách đó thì thấy chị nó có hiệu quả với chị. Tại vì nói chung là nó giống như một cái mình đúng đấy, cũng thể gọi là đánh lừa tâm lý hoặc là một cách là mình trấn an bản thân mình đó.
nên chị thấy nó cũng hiệu quả nên nhưng mà nhiều khi em cũng đó. Em cũng học theo cái cách mà em coi trong TV á. Ủa em suy nghĩ á, suy nghĩ dù mình nói giờ mình tôi tắt đèn vậy rồi cái mình vô mình thử mình nói giờ tôi không sợ cái em đầu lúc đó cũng bữa đó cũng có cúp điện tắt đèn cái em nói bây giờ mình chẳng lẽ giờ mình đã không con trai mà mình phải sợ chạy ngoài sân ngồi em nói tôi không sợ cuối cùng sợ hơn nhiều hơn cuối cùng tôi sợ chạy ra ngoài luôn. Vì là thấy cô đấy là không hiệu quả chắc chắn luôn á, mình càng nói như thế thì mình càng sợ. Nên là tâm lý là mình một là chị nghiệm, hai là chị cố kêu hồi con không có làm gì ác hết được tốt thủ dạng thôi, thì nghĩ vậy thôi là tự dưng nó nở. Ông mà thật ra đó là về tâm lý mình đúng rồi, tâm lý mà tâm lý mình nó hù mình tâm lý, nhưng mà biết đâu được mình cứ làm vậy thì mình mới đỡ chứ mình càng mà kiểu suy nghĩ là mình càng sợ. Nhưng mà tính ra là mấy thời gian mà em là sinh tháng mấy? Dạ em sinh ngày Chúa Giêsu ra đời 25 tháng 12. Noel luôn. Nói chung là sinh nhật của em là cả qua cả nước và cả thế giới luôn. Em hỏi làm sinh nhật đó giờ. Hồi giờ có làm không? Thì cả thế giới làm cho mình rồi, mình đâu còn làm nữa. Nói chung cũng nhà như ngày xưa, các bạn nào có điều kiện của bố mẹ mới làm thì làm cho thôi, chứ còn như chị cũng mẹ chị cũng mua từ bé lớn cũng chả khi nào bố mẹ làm hết trơn á. Chỉ có một lần duy nhất thì bố mẹ cơ cũng kêu một đứa bố mẹ sẽ làm cho một lần, là chị nhà chị có hai anh em, có chị một ông anh nữa, thì ông anh cũng chứ có nghĩa là từ bé đến lớn chỉ được làm một lần duy nhất thôi đó. Với lại rồi đến lúc mà hồi nhỏ thì mình rất hay tị nạn là sao bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho con này nọ, nhưng mà khi lớn lên rồi ấy, thì mình cảm thấy những cái việc đó nó cũng không quan trọng nữa. Đúng rồi, không quan trọng thì cái đó cũng chỉ là kỷ niệm ngày sinh thôi. Và một bé thì mình thích ăn sinh nhật với bạn bè, nhưng mà lớn thì mình chỉ thích quây quần gia đình vài người với nhau, vậy là vui rồi.